nếu bạn đang rơi vào một cái tình trạng đó là học một cái gì đó mà trình độ mãi không tăng lên thì đây là video dành cho các bạn Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Nam và mình đã có kinh nghiệm giảng dạy hơn 10.000 học sinh, sinh viên trong lĩnh vực tiếng Anh Có một cái mà mọi người hay hỏi mình đó là khi mà bạn đấy học một cái gì đó cái ban đầu các bạn học với một cái tốc độ rất nhanh, cực kỳ là trơn tru. Nhưng mà khi mà các bạn đạt đến một cái level nào đấy thì cái khả năng học tập của bạn bắt đầu là đi ngang ra một thời gian, thậm chí là sau một thời gian các bạn không tập nữa thì khả năng các bạn vẫn còn đi xuống nữa cơ. Đây là cái tình trạng mà nó rất bình thường. Thì trong tiếng Anh có một cái thuật ngữ nó tên gọi là plateau, plateau là nói về cái tình trạng học mà lúc đấy là con người đang bị trứng lại ở đây. Plateau có thể gặp trong rất nhiều các môn học của bạn các bạn chạy này, bơi này, học tiếng Anh này, học toán này thì mình tin chắc rằng tất cả đều đã trải qua cái trạng thái plateau Ví dụ nhá, bây giờ thì đại học nào mình không biết mà ngày xưa mình thi đại học thì để đạt được đến tầm khoảng 7 điểm môn toán thì nó không phải là khó cho lắm. Từ 7 lên 8 thì đòi hỏi IQ cao một tí và đòi hỏi chăm chỉ hơn một tí. Mà từ 8 lên 9 là từ 9 lên 10 chẳng hạn thì nó là rất khó khăn. Thế nên là khi mà đào tạo học viên ấy, không biết gì mà lên đến được tầm khoảng 6 thì nó không có nhiều thời gian lắm đâu. Từ 6 lên 7 thì các bạn hơi chăm một tí là được. Từ 7 lên 8 là cần phải cày rất nhiều và để lên cao hơn nữa, càng lên cao thì càng phải tốn nhiều thời gian. Hay như là trong lĩnh vực IELTS tiếng Anh chẳng hạn thì chắc là có nhiều bạn biết đấy để làm được để lên đến tầm khoảng 6.5 từ mốc mà tầm 3 hoặc 4 thì nó không khó tí nào có khi là có một số bạn tầm khoảng 2 đến 3 tháng là bạn đấy đã làm xong rồi mà để được từ 6.5 đến 7 nghĩa là từ 29 câu lên được đến khoảng 30 câu đúng hoặc hơn trong cái phần reading hoặc là cái phần listening thôi thì nó khi tốn cho các bạn tầm khoảng là 6 tháng đến 1 năm mà có nhiều bạn vẫn chưa chắc đã giải quyết được cái này như vậy là mình đã nhận biết được là mình rơi vào trạng thái plateau là để thoát được khỏi trạng thái plateau này, thì có rất nhiều cách. Cái đầu tiên mà bạn cần làm đó là bạn phải xem lại xem cái phương pháp học hành của mình, ý. cái gì là cái hiệu quả, cái gì là cái không hiệu quả. Và đối với cái thứ hiệu quả thì mình tập trung vào và với cả những cái thứ mà nó không mang lại hiệu quả nhiều thì có thể là mình sẽ lực bớt nó đi. Cái điều thứ hai mà các bạn có thể làm đó là hãy tiếp một cái phương pháp mới, một cái cách học mới. Ví dụ như là trong lĩnh vực tiếng Anh hạn đúng không? Thì nếu mà bạn học trường phổ thông mà không thể giao tiếp từ tiếng Anh thì có khả năng cao là nếu mà bạn giữ nguyên cái phương pháp này thì giao tiếp từ tiếng Anh của bạn nó vẫn thế, nó không thể nào tiến bộ lên được. Thì việc bạn cần làm đây đó là cần phải dũng cảm thay đổi cái phương pháp của mình đi. Ngày xưa thì năm cấp 3 thì mình có đặt học bổng đi Mỹ tại vì là mình đã thử cái phương pháp học tiếng Anh theo kiểu mới. Lần đấy là mình học cái phương pháp Effortless English của thầy AJ. Nhưng mà khi nào mà có điều kiện thì mình sẽ chia sẻ các bạn trong video khác. À, cái điều số 3 khi mà đang ở trong trạng thái plateau ở đây là nếu mà bạn muốn thoát ra khỏi nó thì bạn cần phải tin tưởng vào cái quá trình thực sự là có nhiều bạn đa phần các bạn sẽ bỏ cuộc khi mà các bạn rơi vào cái trạng thái plateau khi mà mọi thứ cứ đứng cực vào mà học mãi không lên đây thì các bạn sẽ hay có những điều là thôi thôi thì mình bỏ nhưng mà nó không phải như vậy ví dụ trong lĩnh vực tiếng anh nhà hạn khi mà bạn rơi vào trạng thái và làm ielts cứ sáu năm mãi thì cái việc của bạn không phải là bỏ cuộc cái việc bạn cần làm ấy đó là tăng cường nghe tăng cường đọc lên và các bạn cứ luyện tập như thế, cứ nghe bản tin và đọc báo chí mỗi ngày thì cái khả năng của bạn nó sẽ lên dần dần. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái phương pháp mà bạn có thể áp dụng để thoát khỏi plateau trong môn tiếng Anh. Vì mình thấy là tiếng Anh là một cái môn học học nó vô cùng quan trọng ở đây. Điều đầu tiên như mình đã nói ở đây đó là mình phải giữ lại cái gì mà nó hiệu quả và dám loại bỏ đi những cái gì mà nó không hiệu quả. Trong môn tiếng Anh thì cái thứ mà hiệu quả theo như mình đó là cái việc nghe và đọc mỗi ngày là một cái thứ mà nó rất là hiệu quả nghe những cái tài liệu nghe những cái diễn giả bạn thích đọc tất cả những cái gì liên quan đến chủ đề bạn thích cái không hiệu quả là cái gì đây theo ý kiến của chủ quan của mình rồi nhá để nói trước nhá thì đó là cái việc là dành quá nhiều thời gian ra cho việc giải bài tập tiếng anh tại vì thứ nhất là giải các bài tập tiếng anh nó khá là chán ấy mình không biết là các bạn cảm nghĩ như thế nào mà ngày xưa khi mà mình làm bài tập tiếng anh mỗi lần nhìn thấy các bài tập thôi mình cảm thấy là ôi rồi ôi không biết là bao giờ thì mình mới thoát khỏi cái này và ngày xưa khi mà mình thi đại học ấy mình thực sự là, sợ đấy mình gần như là trầm cảm đến giai đoạn mình chán đến cái mức độ là không muốn gọi là làm bài tập hoặc không muốn là luyện đề mỗi ngày luôn. Tại vì mình thấy là ngoài cái việc thi đội học ra mình nó chẳng phụ mình cái mục đích gì cả. Nhưng mà khi mà học tiếng Anh thì mình lại học phải một cái mục đích nó khác. Đấy. Và cái thứ hai mà mình muốn nhắc với các bạn đây đó là cái phần đó là cái phương pháp, một số cái phương pháp mới trong cái việc học tiếng Anh là như thế nào cái kỹ thuật đầu tiên ở đây mình có thể bảo với các bạn là cái kỹ năng shadowing, shadowing nó là kỹ năng là bạn uh, bắt trước cái cách mà người nước ngoài nói, bạn hiểu đơn giản shadowing có nghĩa là người nước ngoài nói như thế nào, bạn bắt trước y chang như họ về cả mặt ngữ điệu, về cả mặt phát âm, bạn làm sao khi là bạn bật một cái video lên ấy thì giọng bạn trùng với cả giọng của người bản xứ trong tất cả câu quan trọng của việc shadowing ấy, đó là việc là phải làm chuẩn từng câu một cái thứ ba mà bạn có thể làm đó là intensive reading đây nghĩa là đọc hiểu sâu bạn có thể là chọn một cái bài báo ngắn hoặc là một cái chủ đề gì đó mà bạn quan tâm sau đó là bạn đọc ghi lại từng từ một làm sao để khi mà bạn nhìn vào cái đấy thì bạn có khả năng đó là bạn đọc hiểu toàn bộ bài đấy mà bạn không cần phải tra từ điển thì đây là một cái cách học mà nó rất hay cái phương pháp thứ tư language exchange đây là cái phương pháp mà trao đổi ngôn ngữ bây giờ thì cái thời điểm này là tiền bùng nổ của các bạn xã hội rồi thì cái việc kết bạn trên mạng nó không phải là cái điều gì đó, nó quá khó khăn nữa tìm một người bạn trên mạng internet từ một cái quốc gia khác và bạn có thể là thực hành tiếng anh với cả họ có một số cái trang web thì nó cho phép bạn là nói chuyện với cả người lạ như kiểu là trang web Omegle ở đây hoặc là có một số bạn sinh viên đại học chẳng hạn thì các bạn đấy hay dùng thậm chí là dùng một số app hẹn hò đấy cứ nói tiếng anh trên đấy thôi các bạn đấy là trao đổi cái vốn từ vựng của mình trao đổi cái ngôn ngữ của mình thì theo như mình thì không biết là tính sai như nào nhá theo như mình đấy cũng là một cái cách hoặc là cũng có thể là nếu mà bạn nào mà không muốn giao tiếp ở bên ngoài thì bạn có thể thực hành cái chat CVT để cho các bạn thực hành được cái tiếng anh của mình cái phương pháp nữa đây là cái phương pháp mind mapping hoặc là sketch note là cái phương pháp diễn họa cái phương pháp này là như thế nào mind mapping chắc là sự tư duy rất phổ biến rồi còn cái sketch note là bạn sẽ diễn đạt lại những cái thứ mà bạn học được qua những cái sơ đồ hình vẽ thì mình nhận ra cái sự hiệu quả của cái phương pháp này khi mà ngày xưa ấy mình hay nghe cái podcast những cái bản tin và sau đó mình có nhận ra một cái điều là mình nghe bản tin mình sẽ thấy tập trung hơn khi mà mình vừa nghe và mình vừa vẽ một cái gì đó cái này rất ảo nhá mình vừa nghe và mình vừa vẽ một cái gì đó thì mình cảm thấy đó là cái việc tiếp thu cái kiến thức ở đây nó diễn ra một cách dễ dàng hơn mình không nghiên cứu sâu về cái phần não bộ con người thứ như nào nhá nhưng mà theo như mình thôi đó là não bộ con người thì cũng bao gồm là hai phần đó là phần trái và phần phải thì cái quan điểm quan trọng của mình ấy đó là khi mà não trái nghe thì não phải cũng cần phải làm cái điều gì đó để tăng sự tập trung lên còn nếu mà cái bên não phải mà nó không làm điều gì thì nó sẽ gây ra cái sự là sự sao nhãng của con người diễn khỏe hay là mind mapping thì giúp mọi người giải quyết được cái điều này những cái từ tiếng anh hay mọi người có thể là viết nó vào trong một cái cuốn sổ ghi nó lại vẽ nó lại theo một cách đặc biệt gì đó để mọi người nhớ nó một cách dễ hơn rồi OK thì đấy là các phương pháp mà mình giới thiệu ở đây trong cái việc học tiếng Anh và cái lời khuyên cuối cùng của mình với các đây là khi các bạn đến cái ngưỡng là plateau thì các bạn đừng có mà lo lắng, không ai có thể là học cái gì đó mà cứ học lên mãi được đâu, mà học thì cũng có cái giai đoạn của nó. Giai đoạn ban đầu thì thường là mình sẽ học rất nhanh một cái vấn một cái kiến thức gì đó mình học rất nhanh nhưng mà giai đoạn sau thì mọi thứ nó đều cần phải có thời gian. Thực sự là tất cả những cái thứ tốt nó đều cần phải có thời gian và khi mà bạn đến được cái ngưỡng plateau nghĩa là bạn đã chinh phục được một cái hành trình gì đó rồi thì đứng mà nản mình phải tiếp tục là duy trì được những cái thói quen tốt và mình cần phải là mạnh dạn loại bỏ đi những cái thứ mà nó không hiệu quả và đồng thời là tiếp thu những cái phương pháp mới thì mình tin rằng là tất cả những bạn đây đều có thể vượt qua được cái giai đoạn plateau trong chính cuộc đời của mình trong việc học à, nếu các bạn thấy hay thì các bạn like video này và subscribe kênh của mình nhá mình là nam bye bye các bạn